Chính chủ cần bán nhà 2 tầng, diện tích 34m2, có hướng chính là hướng Đông Bắc, nằm tại tổ 9, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Đây, chúng ta đang đứng ở phía trước của ngôi nhà đây. Nhà được chúng tôi là xây mới hoàn toàn và đã có sổ đỏ chính chủ. Đang được chào bán với giá là 980 triệu đồng. Đây là cái sản phẩm nhà giá rẻ dùng cho những cái gia đình mà muốn sở hữu nhà Hà Nội nhưng mà chúng ta có cái mức thu nhập nó vừa phải. Đây, chúng ta có thể thấy rõ đây là toàn bộ phía trước của ngôi nhà đây. Đây, chúng ta là nhà được thiết kế là 2 tầng. Và đây là cái phía đường ở trước của ngôi nhà. Đường trước ngôi nhà là rộng là 2,5m. Cách ngõ để ô tô là 20m. Sau đây là tôi sẽ giới thiệu chi tiết của từng tầng và từng phòng ở trong nhà để cho mọi người có thể nắm được rõ hơn. Thì hiện tại là chúng ta đang đứng ở bên trong đây là trong phía tầng 1 đây. Tầng 1 là sẽ được thiết kế là bao gồm là một khu bếp. Đây là khu bếp. Thì chúng tôi sẽ hỗ trợ lắp toàn bộ là tủ bếp và thiết bị bếp cho tất cả mọi người. Đấy, đây là khu bếp, đây là khu vệ sinh. Đấy, toàn bộ là thiết bị vệ sinh là sen vòi lavabo này, bồn cầu này là đã được lắp đặt hoàn thiện hết. Và ở phía bên ngoài này, đấy là chúng ta là sẽ có khu vực phòng khách và phòng ăn. Đấy, mọi người là cũng có thể là setup là một cái giường ngủ ở dưới này. Đấy, mọi người có thể là nhìn kỹ này. Toàn bộ là chúng ta đứng từ phía ngoài cửa và chúng ta thấy đây. Đấy, thiết kế rất là đẹp, rất là hợp lý và giá tiền thì cực kỳ hợp lý luôn. 980 triệu là mọi người là có thể là sở hữu được một cái ngôi nhà sổ đỏ chính chủ, diện tích là 34m2, xây 2 tầng và là hộ khẩu Hà Nội luôn. Đấy. Và đây là ở phía bên trên tầng 2 thì đây là cái lối cầu thang đi lên. Thì sau này là toàn bộ những cái hệ thống bậc cầu thang này là chúng tôi là sẽ kê gỗ vào đây để cho mọi người là có thể đi lên xuống an toàn hơn. Đấy, và đây là khu vực ở trên tầng 2. Mọi người có thể thấy là thiết kế rất là rộng, rất là thoáng. Có trần thạch cao cùng với đèn LED, có cửa sổ mở ra bên ngoài. Và ở phía ô cầu thang này là chúng tôi là sẽ hỗ trợ lắp lan can inox hoặc là lan can gỗ cho mọi người tùy theo cái nhu cầu của chủ nhà. Đấy, và phía đằng sau này là khu vực để bồn chứa nước này, để máy giặt này và sân phơi. Đấy, tất cả là đều được chúng tôi thiết kế rất là hợp lý, rất là thoáng, đầy đủ ánh sáng và không khí. Vị trí của ngôi nhà thì nằm ở trong khu vực rất là đông dân cư. Đấy, đường xá rất là tiện đi lại. Chúng ta là rất là gần bệnh viện, gần trường cấp 1, cấp 2, mầm non, trường cấp 3. Đấy, gần trạm xá, gần ủy ban nhân dân. Toàn bộ sổ đỏ là đã được tách riêng hoàn toàn và là chính chủ. Chúng tôi sẽ hỗ trợ toàn bộ những cái chi phí mà sang tên sổ đỏ này, vay vốn ngân hàng. Đấy, chúng ta là có thể là hỗ trợ vay vốn ngân hàng lên đến 70-80% giá trị của ngôi nhà. Mọi người có nhu cầu thì chúng ta có thể liên hệ số điện thoại ở phía bên trên màn hình. Em Ánh 0983013403, 0888041444. Mọi người xem video nếu như mà thấy hay và có nhiều thông tin bổ ích thì có thể là like video và chia sẻ cho nhiều người cùng biết. Nhớ bấm đăng ký kênh để theo dõi thêm nhiều video giới thiệu về các nhà và bất động sản khác cần bán của chúng tôi. Xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video.